chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình với lại người đẹp và Lệ Quy đang gọi là đi du lịch đến một vùng biển rất là đẹp, phải không Lệ Quy? Đúng rồi. Hôm nay mình và anh Phước Sửu thì đang có mặt tại một cái đồi cát. Đồi cát này tên là gì vậy Sửu nhờ? Trời, Phước Sửu tới đây nhiều lần nhưng mà giờ cảm giác như nó vẫn còn lâng lâng và còn rất là happy, bởi vì tới đây một cảm giác rất là đẹp và mình được trò chơi trải nghiệm những trò chơi rất là thú vị mà chắc anh không quên được, đó là đồi cát của Mũi Né, không? Đúng rồi, hiện tại thì Quyên và anh Phước Sửu đang ở tại một cái đồi cát và chính xác là gọi là Mũi Né Phan Thiết nhỉ anh nhỉ? Mũi Né Phan Thiết, chính xác Mũi Né của Bình Thuận thôi, còn Phan Thiết còn cũng xa hơn ở ngoài kia. Đúng rồi. Là hôm nay Phước Sửu và Lệ Quyên sẽ giới thiệu cho một người một cái dự án rất là lớn luôn. Chứ phía sau lưng của Phước Sửu và Lệ Quyên là một cái hồ rất là lớn. Và Lệ Quyên có nhìn xa hơn ở bên kia là cái cối xe gió, phải không Lệ Quyên? Đúng rồi ha. Và thực ra là đây là lần đầu tiên mà Quyên tới ở cái đồi cát này. Và anh Phước Sửu thì đã đi nhiều lần rồi. Và mọi người hãy cùng nghe anh Phước Sửu nói về một số thông tin ở vị trí này nhé. Mọi người có suy nghĩ như thế nào? Một bên là đồi cát, một bên là một hồ và bên kia là dự án và bên xa hơn nữa là một bãi biển rất là đẹp, không cả nhà? Nói đến cái dự án này chắc là cả nhà đã hình dung ra đó là dự án nào rồi. Hình như là không phải là cái dự án Nova World Mũi Né đúng không? Chính xác, hơn 600 hecta và sức chứa là ngàn là du thuyền. Ở đây sẽ là một cái du thuyền rất là lớn để đón những du khách trong và ngoài nước luôn á Lệ Quyên. Hèn gì mà đợt này là Quyên cũng thấy một số thông tin về truyền thông về cái dự án này anh Sửu. Chắc này là sau này Lệ Quyên không còn là lưu trú nước ngoài nữa mà Lệ Quyên sẽ là về né Phan Thiết để lưu trú không Lệ Quyên. Trời ơi, anh Sửu mình còn vui tính. Đúng rồi, mình nói vui một tí xíu nhưng mà Phước Sửu và Lệ Quyên cũng là những cái chuyên viên bán những cái dòng sản phẩm đó và luôn là đen, không? Thì bây giờ là Phước Sửu và Lệ Quyên sẽ là chi tiết đầy đủ hơn để cho cả nhà nắm và hiểu rõ được cái dự án này. Và trên đây là là người đặt nền móng, là những cái viên gạch đầu tiên tại dự án cùng với lại chủ đầu tư để là coi như là mua và được là tận sở hữu và tìm cho mình một cái sản phẩm cực kỳ đầu tư hấp dẫn tại nơi đây, không Lệ Quyên? Đúng rồi anh Sửu, nói về những cái dự án quy mô thì hãy nghĩ đến là Nova Group đúng không anh Sửu? Và hiện tại thì Nova World thì có Nova Đà Lạt này, Nova World bây giờ là hiện tại sẽ có Nova World nhé. Và những cái dự án mà bên Nova triển khai thì quý anh chị cũng đã biết rồi ha. Đúng rồi, những cái video trước của Phước Sửu thì Phước Sửu đã trải nghiệm đầy đủ tất cả những loại hình dịch vụ của Nova Phan Thiết. Ở đó có một cái công viên Seafood Cay và những cái bãi biển bikini sức chứa của rất là nhiều gọi là du khách trong và ngoài nước đến với lại những cái show diễn thời trang, và đặc biệt là có những cái sân golf PGA rất là nổi tiếng và tổ chức những cái giải đấu lớn trong và ngoài nước. Đà Lạt những PGA là số 1 không? Thì Quyên nghĩ như thế nào khi mà Phan Thiết kết hợp sông, nước, gió biển và những đồ cát không có đồ cát trắng? Theo như em thấy, nếu mà cái vị trí mà vừa có đồ cát, vừa có sông mà còn có một cái có biển nữa và cái không khí mà nó tốt như vậy thì chắc chắn là đây là một cái điều du lịch mà hấp dẫn và sẽ thu hút với những cái khách mà không chỉ có trong nước mà ngoài nước. Mà Lê Quyên nghĩ như thế nào khi ở đây tổ chức những cái nhảy lớn rồi, những cái kinh khí cầu bay rồi, những một cái quần thể du lịch và là cực kỳ hấp dẫn tại đây? Khi đó là sẽ kéo một cái lượng khách du lịch rất là lớn ngoài biển và không có gì mà ngoài nước mà là thế. Và ở tương lai, chỉ là tương lai gần thôi thì chắc chắn là ở đây thì sẽ có rất là nhiều những cái tiện ích mà sẽ thu hút rất là nhiều khách nước ngoài, đúng không anh Sửu? Rồi, cảm ơn cả nhà, cảm ơn Lê Quyên đã nhiều thông tin bật mí về dự án. Để có thêm nhiều thông tin thì theo dõi kênh của Phước Sửu để nhận nhiều thông tin về dự án nha cả nhà. Và đây là một cái cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.